phiên bản giới hạn đến từ thương hiệu Honda, mẫu Honda CR-V. Hôm nay thì em giới thiệu cho các bác chiếc xe màu đỏ rực rỡ trong phân khúc SUV gầm cao 5 chỗ cỡ C. Và con này thì lên 2018 thì chúng ta được trang bị cấu hình 5+2, tức là con này có 7 chỗ ngồi rồi. Phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ C nhưng có đến 7 chỗ ngồi các bác nhé. Mẫu Honda CR-V 2018 màu đỏ rực rỡ, phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda CR-V. Với form mới thì cải tiến khá là nhiều từ chi tiết bên ngoài cho đến các chi tiết nội thất bên trong. Form dáng khỏe khoắn năng động, nội thất thì khá là rộng rãi. Với cấu hình 5+2 thì chúng ta muốn chở thêm 2 người nữa thì chúng ta vô tư với chiếc Honda CR-V này. Vận hành ổn định, cùng với đó là động cơ 1.5 tăng áp, khá là tiết kiệm nhiên liệu cũng như là vận hành khá là khỏe khoắn. Form dáng phần đầu xe nổi bật với hệ thống chiếu sáng được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED các nhá. Chi tiết hệ thống chiếu sáng của chúng ta này, mặt ca răng thì với một thanh mạ chrome nối liền hệ thống cặp pha cốt tạo sự năng động khỏe khoắn. Chi tiết đèn gầm với phần viền mạ chrome sáng bóng này. Form 2018 thì nó trẻ trung năng động hơn khá là nhiều so với form cũ rồi. Các chi tiết đường gân dập nổi khá là mạnh mẽ, khá là khỏe khoắn ngay trên cái phần nắp capo của chiếc xe. Các chi tiết hệ thống chiếu sáng khá là sáng trong, không vẩn đục hoen ố. Trên phiên bản cao cấp, phiên bản L thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng lên đến 18 inch. So với phiên bản còn lại thì phiên bản E thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng 17 inch. Chi tiết các mặt la răng khá là sắc nét cùng với một bộ phanh ABS chống bó cứng được trang bị đầy đủ trên mẫu xe này. Thông số lốp là 235/60R18 các bác nhé. Vòm hốc bánh xe này, phần cản dưới xuyên suốt thì chúng ta sẽ được trang trí với phần nhựa đen, tạo điểm nhấn cũng như là tạo sự đầm chắc cho mẫu gầm cao của chiếc Honda CR-V này. Gương chiếu hậu chỉ cầm điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa thì chúng ta được sơn đồng màu với thân xe. Bậc lên xuống được trang bị đầy đủ để di chuyển lên xe dành cho trẻ em với người già an toàn và thuận tiện hơn rất là nhiều. Phần phía dưới chúng ta cũng được trang bị một thanh mạ chrome khỏe khoắn trang trí ngay cho các phần hông xe cùng với các đường gân dập nổi mạnh mẽ. Đi sâu về phần nội thất thì với chiếc Honda CR-V 2018 chúng ta sẽ được trang bị với tông nội thất ghế da màu đen. Phần ghế lái chúng ta sẽ được trang bị chỉnh điện đa hướng có chế độ làm phòng đệm lưng các bác nhé. Đây là chi tiết ghế da nguyên zin nguyên bản trên xe này. Con này thì được trang bị hộp số tự động lên đến 9 cấp các bác nhé. Với phiên bản động cơ 1.5 turbo tăng áp, thế hệ mới vận hành con này lên đến 188 mã lực, cực kỳ là khỏe. Hơn nữa thì vô lăng vận hành khá là êm ái mượt mà. Trên vô lăng bọc da đang được bọc thêm một cái bọc vô lăng nữa này, với các phím bấm tiện ích như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng và có cả ga tự động cruise control trên chiếc xe này. Ngoài ra thì lấy gẩy số thể thao sau vô lăng, chúng ta có thể chuyển sang chế độ thể thao bằng cái chế lấy gẩy số thể thao sau vô lăng này, khá là tiện lợi cho quý khách hàng. Hệ thống chiếu sáng auto này bật tắt theo cảm biến ánh sáng và có tính năng thích ứng góc lái. Chi tiết hệ thống gạt mưa thì được trang bị ngay sau vô lăng rồi. Con này 2018 và lăn bánh được 80.129 km các bác nhé. Sau vô lăng đó chính là màn hình đồng hồ tài xế với các chi tiết đèn LED rất là dễ chịu cho chúng ta khi quan sát vào cái trung tâm màn hình đồng hồ tài xế này. Ngoài ra phần tappi taplo thì chúng ta sẽ được trang trí thêm một số chi tiết ốp giả vân gỗ khá là cao cấp, cửa gió điều hòa phong cách mới, dễ dàng điều chỉnh hướng gió, mức gió, cảm biến cảnh báo va chạm này, hệ thống chống trơn trượt. Con này thì được trang bị cốp điện rồi các bác nhé. Các phím bấm thì khá là sắc nét cho quý khách hàng. Đi sâu vào trong này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình Android khá là lớn rồi, tích hợp đầy đủ các tiện ích kèm theo như Bluetooth, FM, radio, định vị chỉ đường, đề nổ thông minh Startop, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Các bác có thể quan sát các phím bấm nhé, rất là mới. Con này được trang bị phanh tay điện tử, phanh brake hold này, chế độ tiết kiệm nhiên liệu, củ số thiết kế khá là cao cho các bác di chuyển. Hơn nữa thì với chiếc xe 2018 này, bên em đang chào bán cho các bác với cái mức giá khá hợp lý, chỉ có 720 triệu đồng thôi. Màn hình chúng ta sẽ sử dụng thiết kế dạng cảm ứng các bác nhé. Cửa gió điều hòa cho các bác này, các chi tiết trên xe rất là đẹp cho các bác với con CR-V 2018 này. Con này thì khả năng cách âm chống ồn của chiếc xe cũng khá là tốt nữa. Phía bên dưới là các cổng kết nối này, để ly, để cốc, hộc đồ, khá là rộng rãi cho quý khách. Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, tấm rèm che nắng, tích hợp gương trang điểm cho các bác nhé, kèm đèn này. Đặc biệt thì chiếc CR-V 2018 phiên bản L này, chúng ta sẽ được trang bị một bộ cửa sổ trời toàn cảnh panorama nữa. Như vậy thì không gian nội thất chiếc xe này nó sang trọng, cao cấp và thoáng đãng hơn khá là nhiều với cửa sổ nóc toàn cảnh panorama này. Các chi tiết phần ghế da này là ghế da nguyên bản, nguyên zin nguyên bản trên xe cho các bác nhé. Thiết kế ghế đệm lưng có lỗ thông hơi,
tạo cảm giác thoải mái dễ chịu nhất cho chúng ta khi ngồi trên vị trí nội thất của chiếc CRV 2018 này. Phần cột A của chiếc xe này, các chi tiết con ốc. Các chi tiết con ốc của chiếc xe các bác nhá, nguyên zin nguyên bản này, phần tapi cánh cửa, phần phím bấm nó cũng rất là sắc nét cho một chiếc xe đã trải qua sau 5 đến 6 năm sử dụng. Các phần mạ chrome của chúng ta thì sáng bóng không một vết xước nào. Phần tapi cũng nét căng cho các bác này, phần ốp da mềm hay là chỗ nhựa cứng thì cũng rất là sạch sẽ, không có các vết tích xước xác đáng kể nào trên cái chiếc Honda CRV này. Các hộc đồ khá là rộng rãi cho chúng ta chứa đồ, bộ âm thanh này được trang bị hai loa ngay cả vị trí cánh cửa của vị trí ghế lái. Các chi tiết con ốc còn nguyên zin nguyên bản, không hề có dấu hiệu gì xét cũng như là không hề có dấu hiệu cậy mở. Keo chỉ nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé, không mất một phần keo chỉ nào. Gioăng cửa này, con này được đánh giá khá là cao với cái khả năng cách âm chống ồn. Với động cơ 1.5 turbo tăng áp thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ ăn vào khoảng 5 đến 6 lít cho 100 km đường hỗn hợp và tầm vào khoảng 8 lít cho 100 km đường phố các bác nhé. Nội thất hàng ghế phía sau này, ba tờ đầu cả ba vị trí ghế. Khi chúng ta muốn chở thêm người thì ta có thể dựng hàng ghế thứ ba lên, còn nếu như mà không sử dụng đến hàng ghế thứ ba chúng ta có thể gập lại để tối ưu hóa không gian cửa đồ. Bệ thì tay kiêm để ly để cốc cho các bác nhé. Thiết kế rất là cao cấp và sang trọng hơn rất là nhiều số phòng cũ. Con này thì nó đang cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe như là Hyundai Tucson và Mazda CX-5. Với hai mẫu xe kia thì chúng ta đánh giá cao chiếc Honda CRV của chúng ta hơn về khả năng vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu cũng như là tính tiện dụng, tính đa dụng cho chiếc xe gia đình này. Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế phía sau này và hai cổng sạc 2.5A được trang bị ngay phần phía dưới bệ tì tay của hàng ghế phía trước. Các bác có thể quan sát cái cửa sổ trời toàn cảnh này, cửa gió điều hòa chúng ta được trang bị cho hàng ghế cuối cùng, rất là tiện lợi các bác nhé. Trên phần trần này, các bác thấy rằng là con này nó cải tiến được khá là nhiều những tính năng hiện đại để phù hợp sử dụng hơn cho một chiếc xe gia đình. Cột B của chiếc xe các bác có thể quan sát này, một bộ lót sàn 5D được trang bị trên mẫu xe này và các phần ốp bậc mạ chrome để chống chảy xước cho vị trí bậc lên xuống đã được bác chủ cũ trang bị đầy đủ của chúng ta rồi. Phần tapi cánh cửa cho hàng ghế phía sau các chị nhé. Con này thì xung quanh khá là nhiều hộc đồ, khá là rộng rãi chúng ta để chứa đồ. Khóa chốt an toàn dành cho trẻ em hàng ghế phía sau cùng với các chi tiết con ốc. Mặt la răng bánh sau, các chi tiết mặt la răng cũng rất là sáng bóng, không xước xát đáng kể đâu ạ. Phanh ABS chống bó cứng thì được trang bị đầy đủ trên 4 bánh. Form dáng phía sau thì thiết kế hình chữ L đa chiều, có thiên hướng mở rộng về phía đằng sau tạo sự rộng rãi, khỏe khoắn với chiếc gầm cao này. Con này là bản L được trang bị động cơ DOHC VTEC, động cơ 1.5 turbo tăng áp các nhá. Form dáng phía sau này có thể là hai ống xả đặt đối xứng hai bên, cản dưới được sơn mạ bạc rồi, cùng với thiết kế đèn hậu LED dạng chữ L rất là bắt mắt cho chúng ta với chiếc Honda CRV này. Giải đèn phanh trên cao tăng khả năng quan sát cho các phương tiện đi phía sau. Với chiếc 2018 720 triệu đồng này thì các bác có thể trả góp khoảng 70% giá trị của xe. Như vậy thì loanh quanh khoảng hơn 200 là các bác có thể sở hữu được chiếc Honda CRV này rồi. Hiện tại hàng ghế thứ 3 được gập phẳng này. Nếu như mà chúng ta sử dụng dựng hết cả hàng ghế này lên thì chúng ta vẫn có một khoang chứa đồ phía đằng sau khá là rộng rãi chúng ta. Hàng ghế thứ 3 có bệ tì tay cho các bác nhé. Mọi người có thể quan sát cái phần khoang cốp cùng với cái hàng ghế thứ 3 này, gần như là các chi tiết còn cực kỳ đẹp, không có xước xát đáng kể nào. Hai ti điện bản lớn chống đỡ chắc chắn trong phần khoang cốp của chúng ta. Và cái chi tiết phần khoang cốp cũng rất là nét. Phím bấm đóng cốp các bác nhé. Với phiên bản giới hạn màu đỏ rực rỡ này thì các bác nào mà yêu thích với một chiếc xe năng động trẻ trung, cùng với đó là bác nào mệnh hỏa, mệnh thổ thì có thể tham khảo với chiếc CRV 2018 này của bên em này. Form dáng nhìn thấy phần nghiêng của chiếc xe. Con này thì khả năng vận hành của chiếc xe gần như là rất là khỏe. Nó lên 188 mã lực cho một chiếc xe gầm cao. Form dáng đẹp cũng như là khả năng vận hành mạnh mẽ cùng với mức tiêu hao nhiên liệu thì lại cực kỳ thấp. Nội thất hàng ghế phía sau coi nhá, hiện tại trong cái phân khúc gầm cao 5 chỗ như là CRV hay CX-5 hay là Tucson thì chiếc CRV của chúng ta đang top đầu phân khúc về khả năng vận hành cũng như là mức bán ra với một cái mức giá rất là hợp lý. Túi đồ cho hàng ghế phía sau này, các chi tiết phần nội thất của chiếc xe các bác nhá. Phần cột B, con này một chủ từ đầu biển 28 biển 23 biển Hà Giang các bác nhá. Phần tapi cánh cửa này, các chi tiết ốp phần gỗ sáng bóng tăng thêm cái sự cao cấp cho chiếc xe. Xung quanh các phím bấm rất là nét, rất là mới. Khóa chốt an toàn cùng với các chi tiết con ốc. Con này thì
Các bác có thể thấy rằng là 2018 nó cải tiến rất là nhiều chi tiết, hiện đại trẻ trung hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ rồi. Một dòng xe thương hiệu Nhật Bản đứng đầu về độ bền, độ lành. Một cái cốp đồ khá là rộng rãi này. Phần tablo của chúng ta thiết kế gọn gàng, ngăn nắp và không kém phần hiện đại trẻ trung. Thiết kế khá là khoa học của chúng ta rồi. Vị trí ghế phụ, túi khí an toàn cho các bác nhé. Chất liệu da này, chất liệu da cao cấp, rất là êm ái cho chúng ta khi ngồi trên cái phần ghế của chiếc Honda CR-V này. Cột B của chiếc xe, các chi tiết con ốc sáng bóng, không rỉ sét, bậc lên xuống đầy đủ cho các bác rồi. Phần tappi cánh cửa cho các bác với vị trí ghế phụ. Đi luôn về phần khoang động cơ thì các bác có thể quan sát qua với chiếc xe này. Hiện tại con này đang được để nổ thì các bác thấy là khả năng vận hành con này nó khá là êm. Và tính năng an toàn thì dòng Honda CR-V được trang bị khá là nhiều và gần như cũng được xếp vào top đầu phân khúc về tính năng an toàn rồi. Như là khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo hay là hỗ trợ khởi hành ngang dốc, những tính năng an toàn tiêu chuẩn đều được trang bị đầy đủ trên chiếc Honda CR-V 2018 này. Các màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất ở trên các chi tiết con ốc các bác nhé, còn nguyên zin nguyên bản. Chiếc xe này thì em sẽ cam kết cho các bác là máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích nước và bảo hành cho các bác động cơ 1 năm và bao check test toàn quốc với tất cả các mẫu xe đang có mặt tại Ba Tư Phân. Bác nào ở xa thì bên em ship tận nhà, các bác có nhu cầu check test tại nhà thì bên em cũng có hỗ trợ cho các bác luôn. Tem mác này, con này là phiên bản xe nhập khẩu. Các bác nhá, phiên bản xe nhập khẩu và có giá bán rất là hợp lý, chỉ hơn 7 đồng là các bác có thể sở hữu được chiếc xe chất lượng Honda CR-V 2018 này rồi. Bác nào quan tâm và muốn tìm hiểu kỹ hơn với chiếc Honda CR-V này thì có thể tham khảo qua số hotline 0964 834 834. Địa chỉ để xem xe trực tiếp với chiếc Honda CR-V này là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Rất là nhiều mẫu xe khác, gầm cao 5 chỗ, gầm cao 7 chỗ và một số mẫu sedan nữa đang sẵn rất là nhiều cửa hàng bên em. Mời quý khách hàng đến trực tiếp địa chỉ 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương để trải nghiệm những mẫu xe chất lượng của bên em. Xin chào với lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.